Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức 24 giờ mới nhất. Thưa quý vị, một nguồn tin an ninh Ukraine cho biết, máy bay của nước này đã bắn tên lửa hành trình do Anh và Pháp sản xuất về phía các lực lượng Nga đang cố gắng tiến về một thành phố quan trọng ở đông Ukraine. Nguồn tin trên đã chia sẻ với tờ Sky News một đoạn video do máy bay không người lái UAV ghi lại cuộc tấn công vào hai đội hình quân Nga đang tiến về Pokrovsk. Hiện vẫn chưa rõ liệu có quân nhân Nga nào thiệt mạng hay bị thương không. Cuộc tấn công của Ukraine diễn ra vào lúc 11 giờ sáng ngày 4 tháng 10 ở thành phố Adipka, nơi quân Nga đang nắm quyền kiểm soát từ tháng 2. Nguồn tin trên cho hay các chỉ huy Nga đã đổ quân, thiết bị quân sự và vật tư vào khu vực này như một phần của cuộc tấn công vào trung tâm hậu cần quan trọng Pokrovsk của Ukraine. Nguồn tin an ninh Ukraine tiết lộ, lực lượng vũ trang Ukraine đã dùng tên lửa Storm Shadow Scarp do các quốc gia phương Tây tặng. Storm Shadow là tên mà anh đặt cho loại tên lửa do nước này và Pháp sản xuất, Pháp gọi là SCAP. Tên lửa này bay với tốc độ dưới âm thanh và là vũ khí hiệu quả tấn công các tòa nhà được bảo vệ tốt. Ukraine đã thúc giục Anh và các đồng minh khác cho phép nước này sử dụng tên lửa tầm xa Storm Shadow tấn công các mục tiêu bên trong nước Nga thay vì chỉ giới hạn sử dụng trong phạm vi Ukraine. Anh dường như sẵn sàng đồng ý nhưng cũng đang chờ Mỹ chấp thuận. Tổng thống Mỹ Joe Biden vẫn chưa bật đèn xanh cho Ukraine khi Nga cảnh báo sẽ coi động thái như vậy là sự tham gia trực tiếp của các nước NATO vào cuộc xung đột. Tổng thống Nga Vladimir Putin thậm chí còn ám chỉ rằng điều đó có thể biện minh cho một phản ứng hạt nhân. Các lực lượng Nga đang tiến về Pokrovsk vì mà trận phía đông vẫn là nơi diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Tờ Prada dẫn lời ông Sehi Dobriak, Người đứng đầu cơ quan quản lý quân sự thành phố Pokrovsk cho biết, quân đội Nga đang ở cách ngoại ô thành phố này khoảng 7 km và 80% cơ sở tầng quan trọng ở đây đã bị hư hại. Trong những tuần gần đây, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát một loạt thị trấn và làng mạc ở khu vực Donetsk, gồm cả Vuleda và Kamianske, Vuleda cách Pokrovsk khoảng 80 km, là một thành trì của Ukraine và binh lính tại đây đã chống trả cuộc tấn công của Nga trong hơn 2 năm. Việc giành lại Vuleda sẽ giúp Nga bảo vệ tốt hơn các tuyến đường hậu cần và có được điểm quan sát tốt hơn để tấn công lực lượng và tuyến tiếp tế của Ukraine. Vuleda và Verno là một điểm nhấn khác trong vành đai của Nga và là một bước tiến gần hơn đến Pokrovsk. Trước đó, ngày 3 tháng 10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ trích các quốc gia phương tây trì hoãn viện trợ vũ khí tầm xa cho nước này trong khuôn khổ cuộc họp bàn với tân tổng thư ký nato mark rutte tại ukraine tại cuộc họp ông zelensky cũng kêu gọi NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tập kích sâu vào đất Nga và nhấn mạnh hạn chế hiện nay đang khiến Kiev mất dần khả năng chống đỡ các đợt tấn công từ Moscow. Ngoài ra, ông Zelensky mong muốn các nước láng giềng hỗ trợ bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Nga tập kích Ukraine giống như cách Mỹ và đồng minh giúp Israel đánh chặn đòn tấn công của Iran hôm 1 tháng 10. Về phần mình, ông Rutte cho biết, NATO hỗ trợ Ukraine nhiều chưa từng thấy kể từ khi chiến sự bùng phát tháng 2 năm 2022, đồng thời nhấn mạnh hơn 99% trong đó là viện trợ quân sự. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng nước này đã giành hoàn toàn quyền kiểm soát Voleda thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk. Các báo cáo không chính thức về việc chuyển giao thành phố dưới sự kiểm soát của Nga xuất hiện vào ngày 1 tháng 10. Một ngày sau, vào ngày 2 tháng 10, lực lượng vũ trang Ukraine thừa nhận đã rút quân khỏi Voleda chuyên gia quân sự oleg glasdonov cho rằng lực lượng vũ trang ukraine đã mất tuyến phòng thủ hiệu quả cuối cùng trên đường tiến về kiev chuyên gia này tin tưởng việc chiếm được vuleda thực chất là một bước ngoặt tôi thậm chí còn tự hỏi ukraine sẽ tiếp tục kìm hãm khả năng phòng thủ của mình như thế nào ukraine không có đủ lực lượng dự bị cần thiết để kìm hãm khả năng tấn công ukraine cũng mất đi một trung tâm hậu cần quan trọng cung cấp vũ khí đạn dược thuốc men và thực phẩm cho quân đội Khoảng 18 km về phía đông Vuleda có một tuyến đường sắt chính nối Donetsk với Mariupol, Krem, Zaporizhia và các vùng Kherson. Với việc cắt đứt đoàn Vuleda, quân đội Nga sẽ có thể sử dụng tuyến đường sắt từ Donetsk đến Mariupol. Người ta tin rằng quân đội Ukraine đã rời Vuleda để bảo toàn nhân sự, trang thiết bị quân sự và chiếm giữ các vị trí để hành động tiếp theo. Đại diện của Sở Chỉ huy, một trong những tiểu đoàn thuộc Lữ đoàn Cơ giới Độc lập số 72 cho biết, sau 2 năm chiến đấu mà không được luân phiên hay nghỉ ngơi, chúng tôi đã trở thành một đơn vị không chiến đấu, lữ đoàn đã giảm xuống còn không. Theo ông, cứ mỗi quý lại có một tân binh đến, những người đàn ông trên 50 tuổi được huấn luyện kém. Kết quả là trong số 350 người trong tiểu đoàn của ông có tới 30 chiến binh sống sót. Một ngày sau khi lực lượng Ukraine tuyên bố rút khỏi thị trấn Volodya, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Oleksandr Syrsky ngày 3 tháng 10 cho biết, ông đã yêu cầu tăng cường phòng thủ ở khu vực Donetsk phía đông nước này. Trong thông báo trên mạng xã hội, tướng Syrsky cho biết, ông đang làm việc tại một trong những khu vực mặt trận nóng nhất, với lữ đoàn nhảy dù Sicheslav số 25 của Ukraine. Ông Zelensky không cung cấp thông tin chi tiết về địa điểm, nhưng lữ đoàn 25 được cho là đang hoạt động ở mặt trận Pokrovsk, khu vực mà Nga đã tăng cường tấn công trong thời gian gần đây. Ông Zelensky cho hay, trong khi làm việc với lữ đoàn, tôi đã đưa ra một số quyết định nhằm tăng cường sự ổn định và đảm bảo phòng thủ một cách hiệu quả. Trước đó, tổng thống Volodymyr Zelensky đã thừa nhận việc mất Volhynia, đồng thời tuyên bố rằng việc di chuyển quân đội ra ngoài và bảo toàn mạng sống của các binh sĩ là vấn đề quan trọng. Phát biểu trong cuộc họp báo với Tổng thư ký NATO Mark Rutte, ông Zelensky nêu rõ, cần phải cứu mạng các binh sĩ vì họ là người dân của chúng tôi. Họ là công dân của Ukraine. Do đó, việc rút lui là điều rất đúng đắn. Bộ chỉ huy quân sự miền đông Ukraine cũng thông báo họ đã ra lệnh rút quân khỏi Volodya để tránh bị quân đội Nga bao vây và bảo vệ nhân sự thiết bị quân sự. Thống đốc vùng Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, cả hai bên đều nhận ra giá trị chiến lược của thị trấn, đồng thời nói thêm rằng các nỗ lực tái thiết ở đó sẽ mất thời gian. Quân đội Nga đang đạt được những bước tiến mới ở nhiều khu vực tại miền đông Ukraine, bất chấp cuộc tấn công dữ dội của Kiev và tỉnh Kursk, miền tây nước này. Các lực lượng của Moscow hiện kiểm soát gần 1 phần 5 diện tích lãnh thổ Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin nhiều lần khẳng định, mục tiêu chính của Moscow là giành quyền kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk và Lugansk. Nga đã tiến về phía tây tại các điểm then chốt, dọc theo khoảng 150 km của mặt trận ở Donetsk và mục tiêu tấn công chính hiện giờ của họ là ở Pokrovsk. Trong báo cáo về tình hình chiến trường, Bộ Tổng tham mưu Ukraine nhấn mạnh, khu vực Pokrovsk vẫn là chiến trường diễn ra giao tranh ác liệt nhất. Bộ này cho biết các lực lượng Nga đã tiến hành 28 cuộc tấn công vào cứ điểm Ukraine ở Pokrovsk và 23 cuộc tấn công ở khu vực Kudakovye gần đó. Ngày 3 tháng 10 theo giờ địa phương, Phó Thư ký báo chí Lầu Năm Góc Sabrina Schenk tuyên bố, nếu các lực lượng phương Tây phá hủy tên lửa của Nga trên bầu trời Ukraine, thì hành động này sẽ lôi kéo Mỹ vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, Kiev có khả năng tự vệ và Washington sẽ tiếp tục cung cấp cho Ukraine những sự hỗ trợ cần thiết. Trả lời câu hỏi về khả năng bắn hạ tên lửa của Liên bang Nga từ lãnh thổ Ba Lan hoặc Romania, bà Schenk cho biết, điều đó sẽ khiến chúng ta tham gia vào cuộc chiến theo một cách khác hiện tại chúng tôi cảm thấy rằng ukraine đã có thể phòng thủ thành công trước các cuộc tấn công của liên bang nga phó thư ký báo chí lầu năm góc nhấn mạnh chúng tôi sẽ tiếp tục đảm bảo rằng họ tức ukraine nhận được sự hỗ trợ cần thiết để làm điều đó các phóng viên cũng hỏi liệu các nước phương tây có thể giúp đánh chặn tên lửa và thiết bị bay không người lái uav trên bầu trời ukraine như trường hợp với israel hay không bà trinh nhấn mạnh chúng ta đang nói về hai môi trường và chiến trường rất khác nhau Tổng thống Joe Biden ngay từ đầu đã chỉ đạo Bộ Quốc phòng cung cấp cho Ukraine những gì họ cần trên chiến trường. Họ đã rất thành công trong việc sử dụng các hệ thống phòng không và các khả năng khác để tiếp tục giành lại lãnh thổ. Tổng thống đã cam kết rằng Mỹ sẽ không đưa quân đến Ukraine, nhưng chúng tôi đang hỗ trợ Ukraine trong nỗ lực giành lại lãnh thổ chủ quyền của họ. Theo bà Trinh, Mỹ và các nước khác có nguồn dự trữ tên lửa tầm xa hạn chế và yêu cầu quan trọng là phải đánh giá khả năng sẵn sàng chiến đấu của Ukraine khi quyết định sử dụng loại vũ khí này. Tình báo Mỹ đã cảnh báo Washington và các đồng minh về những hậu quả nguy hiểm tiềm tàng khi cho phép Ukraine tấn công sâu vào bên trong lãnh thổ liên bang Nga bằng tên lửa tầm xa của phương Tây. Cũng trong ngày 3 tháng 10, Tổng thống Zelensky đã gặp tân Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO, ông Mark Rut. Ông Rut đã đến thăm Kyiv chỉ hai ngày sau khi tiếp quản vị trí đứng đầu khối quân sự do Mỹ dẫn đầu. Ông Zelensky phát biểu với truyền thông rằng. Chúng tôi sẽ tiếp tục thuyết phục các đối tác của mình về nhu cầu bắn hạ tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga. Đồng thời, ông cũng lưu ý rằng phương Tây vẫn chưa sẵn sàng. Trong khi đó, ông Ruth đã né tránh các câu hỏi về việc cung cấp hệ thống phòng không cho Ukraine và hạn chế sử dụng vũ khí tầm xa của phương Tây đối với Kiev. Ông lưu ý rằng điều này không phải do NATO quyết định, mà phải do từng thành viên của khối quyết định. Ông Ruth cho biết Dĩ nhiên, việc bắn hạ thiết bị bay không người lái hoặc tên lửa xâm phạm lãnh thổ của đồng minh là quyết định của chính quyền các quốc gia. Ông giải thích rằng sau điều này cũng ảnh hưởng đến NATO, các quốc gia thành viên vẫn đang tham vấn chặt chẽ khi những tình huống này phát sinh. Sputnik đưa tin, đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 3 tháng 10 đã lên tiếng cảnh báo việc Washington khuyến khích Kiev sử dụng vũ khí Mỹ đánh sâu vào lãnh thổ Nga đang mở đường cho một cuộc xung đột hạt nhân trả lời phỏng vấn chương trình trò chơi lớn trên sóng truyền hình kênh 1 của Nga, ông Antonov nhấn mạnh, tôi buộc phải một lần nữa nhắc nhở các vị về quyết định có thể có của Mỹ trong việc khuyến khích người Ukraine sử dụng các hệ thống vũ khí tầm xa của Mỹ đánh sâu vào trong lãnh thổ Nga. Ông Antonov khẳng định, đây là một động thái nghiêm trọng không chỉ hướng tới leo thang, đó là con đường mà chính quyền Washington đang mở ra để dẫn tới xung đột hạt nhân đại sứ antonov nhấn mạnh rằng cần phải thực hiện mọi việc để tránh xảy ra xung đột hạt nhân vì sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột như vậy tổng thống nga vladimir putin trước đó tuyên bố đại diện các nước nato nên nhận thức được họ đang chơi trò gì khi đề cập đến kế hoạch cho phép kiev sử dụng hệ thống tên lửa được phương tây chuyển giao cho lực lượng vũ trang ukraine nhằm tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ nga